Đây, bông hoa vậy nè cả nhà. Rừng, núi rừng. Núi rừng Canh Liên. Canh Liên tươi đẹp. Cuối tuần cả nhà thường có hay lên núi không? Như mình không biết. Mình thì rất thích lên núi lên rừng cả nhà ơi. Mát. Đây. Cả nhà xem kênh thì ủng hộ bấm like. Đăng ký kênh nữa cả nhà. Tiếp tục cả nhà ơi. Tiếp tục hành trình thôi. Tiếp tục hành trình. Muỗi nhiều quá cả nhà ơi, muỗi rất nhiều luôn. Đấy. Tuyệt vời. Chùm lửa xong rồi cả nhà ơi. Đây, lửa cháy rồi cả nhà. Đó, lửa cháy rồi cả nhà ơi. Con nồng nọc rừng này cả nhà ơi. Đấy. Đây, món nước à cả nhà. Nồng nọc nước. Nướng lửa nóng là cả nhà ơi, nóng lắm. Đùa ta. Ôi,
Ôi da, mở ra, ui chu da, tuyệt vời. Ui dồi, nồng nọc nước nè cả nhà ơi. Đây đấy, nồng nọc nướng cuốn lá đây. Tép này, cái nồng nọc này cả nhà. Mời cả nhà thưởng thức. Chua, đắng đắng, ngọt ngọt. Đây, ngon. Mời cả nhà dùng dùng cơm trưa với mình cả nhà ơi. 2 giờ hơn chiều rồi cả nhà. Bây giờ đang trên đường leo núi để về nhà cả nhà.